rất nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú, có những thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ cây hoa giấy. Hiện nay có thể nói là Phù Đổng trở thành một thủ phủ hoa giấy của Kinh Bắc. Chứ ở đâu có nhiều giống và cũng là đẹp như hoa giấy của Phù Đổng. Các nghệ nhân là chấm điểm này đạt về mặt mỹ thuật như thế này thì nó có giá hàng trăm triệu đồng. Đặc trưng hoa giấy của Phù Đổng nó có một cái điểm, tức là nó tươi, nó sáng màu hơn. Một Phù Đổng thì bà con là tận dụng cái chất thải của bò sữa để làm giá thể trồng cho cái cây hoa giấy. Cho nên hoa giấy của Phù Đổng lúc nào cũng tươi, căng cánh, sáng màu, chứ nó khác với cái hoa giấy Thái. Nhiều người họ nói rằng trồng hoa giấy sẽ mang cái gì đó về cái tính âm, tức là nó nặng âm khí. Đấy là theo cái ý hiểu của em, thì tiện đây em cũng hỏi anh Dũng, anh chia sẻ những cái thông tin đó thì nó có chính xác hay không anh? Họ đã thổi hồn vào cây hoa giấy, bây giờ nó đã biến thành một cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật như thế này, và nó có giá trị nhân gấp lên nhiều lần. Có thể như thế này thì nó có giá hàng trăm triệu đồng. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với lễ hội gióng ở làng Phù Đổng. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở trong khu vực lễ hội sắc màu Phù Đổng. Và hôm nay Duy mời quý vị và bạn cùng đồng hành cùng Duy giới thiệu với quý vị, đây là anh Dũng. Anh có thể giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào khán giả của Hà Nội phố. Tôi là Nguyễn Ngọc Dũng, giảng viên bộ môn di tích và danh thắng. Xin chào mừng với các bạn đến đúng với quê hương tôi, đó là quê hương Phù Đổng, có lễ hội gióng mà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và ở đây còn có một điều đặc biệt khác là hôm nay bạn Duy đã đưa các bạn đến thăm địa điểm mà trưng bày hoa giấy, triển lãm cây cảnh hoa giấy sắc màu Phù Đổng trong khuôn khổ chương trình lễ hội năm 2022. Và đây là một sản vật của quê hương Phù Đổng, đã được du nhập vào Phù Đổng cách đây hơn 20 năm, sau đó được phát triển lên thành làng nghề và đem lại kinh tế cho nông dân tại địa phương Phù Đổng. Cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ những cái nét rất là khái quát về làng nghề hoa giấy. Thưa quý vị, làng Phù Đổng bây giờ có thêm một danh hiệu nữa, đó là làng nghề cây cảnh hoa giấy. Nếu mà quý vị và bạn lần đầu tiên đến với lại làng nghề, chúng ta nhìn những cây hoa giấy rất là nhiều màu sắc, nó đơn giản như thế này thôi, nhưng nó ẩn chứa trong đó cái sự tỉ mỉ, đúng không anh? Đúng. Và nó đều có ý nghĩa của nó. Đặc biệt nữa, chúng ta nhìn những cái cây đơn giản, ví dụ như Duy có nói chuyện trước với anh Dũng về những cây hoa giấy này. Cái cây này đúng không anh? Như anh nói nó là thế gì ạ? Đây là con đại bàng, nghệ nhân tạo ra, tạo hình giống như một con đại bàng. Và cái độc đáo của cây hoa giấy này là cái phôi của cây này chính là cây hoa giấy hai màu. Mà cây hoa giấy hai màu thì như các bạn thấy là cái cây mà để được một cái gốc to như này thì nó phải rất là nhiều năm, hàng chục năm trở lên. Có những cây nó sống ở trong điều kiện thổ nhưỡng tốt và không có ai khai thác như là để ở trên rừng, trên núi thì nó mới có thể to như này. Sau đó các nghệ nhân mua cây phôi về và tạo tác như này. Và cây này thì nó cho ra hai màu, trắng và hồng. Và nó không phải cấy ghép gì. Trong những năm vừa qua thì Thái Lan đã ghép cái cây hoa giấy 5 màu. Thì ngay lập tức một cái thủ phủ hoa giấy đất Bắc như Phù Đổng thì chúng ta đã tạo ra những sản phẩm không thua kém gì Thái Lan và cũng ghép 5 màu rất là rực rỡ ở đây. Nhưng mà tuy nhiên thì như các bạn thấy là các cái cây gốc ở đây là một loại phôi rất là khỏe, cho thân khỏe, đó là cây tím Bắc, nhưng mà ghép các màu khác nhau và cho ra một cái sản phẩm như các bạn thấy. Và nó đánh đổi bằng rất nhiều công sức của nông dân, và cây hoa giấy phải chăm sóc trong điều kiện rất là khắc nghiệt, như là nắng nóng và phải biết tưới vào đúng thời điểm thì nó mới cho ra màu. Và các bạn chơi thì rất là đơn giản thôi, theo chúng tôi nghĩ thì các bạn rất là đơn giản. Các bạn nếu mà muốn chơi cây hoa giấy thì để nó rụng lá, tưởng chừng như là cây sắp chết rồi, thì rụng lá nó bắt đầu ra mầm mới, thì các bạn đã bắt đầu tưới nước
hai lần một ngày cho một nhúm lân thôi, cho một nhúm lân và nó sẽ nở, nó sẽ nở. Và những cái cây hoa giấy hai màu thì có thể cho màu sắc quanh năm. Cây tím Bắc thì chỉ có một mùa Tết thôi. Thế còn những cây năm màu như này thì nó cũng cần phải một việc nữa là chúng ta phải ghép. Nhưng mà cây này sau khi có hoa thì phải tưới hai lần mỗi ngày. Sau đó hết đợt hoa thì chúng ta lại dừng lại để cho nó sống trong điều kiện khô cằn. Và các bạn tưởng là phức tạp như vậy nhưng mà các nghệ nhân của chúng ta cũng sẽ sẵn lòng là chia sẻ để chúng ta có thể chơi một cái cây mà có sắc màu và nó rất là vui vẻ và nó nhẹ nhàng để ở ban công ở nhà, một cây nhỏ nhỏ xinh xinh thì tôi nghĩ là các bạn trẻ rất là thích thú. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, thực sự Duy cũng thấy rất là bất ngờ cũng như là hơi choáng một chút anh ạ. Ví dụ cái cây này như thế mà giá nó cũng trên 100 triệu quý vị nhé. Duy mời quý vị bạn cùng Duy với anh Dũng sẽ khám phá ở trong đây nữa. Còn rất là nhiều những cái điều mà Duy nghĩ rằng những người yêu hoa, đặc biệt là muốn tìm hiểu sâu về hoa giấy sẽ rất là bất ngờ. Mời quý vị bạn cùng Duy với anh Dũng, anh em mình cùng đi thăm vườn cũng như anh chia sẻ giúp những cái loại hoa cũng như là nguồn gốc xuất xứ của nó được không anh? Các bạn có thể thấy đây là cây hoa giấy hai màu và cái cây này là không phải cấy ghép gì, bản thân cái cây hai màu nó sẽ cho ra luôn hoa trắng và hoa hồng như này, và thậm chí có cả những cái bông hoa nó là nửa trắng nửa hồng, và cái cánh hoa này nó to và màu sắc nó có vẻ là thắm hơn, nó có thể là bền lâu hơn. Và những cái cây năm màu như thế này thì thoạt đầu nó mới nở thì các bạn thấy nó thú vị bởi vì nó nhiều màu, nhưng mà cái cây này hoa nó nhỏ hơn đúng không ạ? Thứ nhất là hoa nhỏ hơn và nếu mà trải qua mưa nắng thì nó có thể phai màu và nó sẽ giảm đi, và đợt mới lên thì nó lại tươi tắn. Nhưng riêng cây hoa giấy trắng hồng như này thì màu sắc nó giữ rất là bền. Và cũng có những cái cây mà các bạn nhìn xa xa phía đằng kia, phía xa xa theo hướng tay tôi chỉ kia là nó có màu trắng toàn phần, và có những cái cây thì nó có màu hồng toàn phần như thế kia. Các bạn nhìn thấy cây, một cây trắng riêng, một cây hồng riêng, nhưng mà lại có cây lai là nó trắng hồng à. Nhưng mà nó vẫn là trên nền tảng là một cái cây mà nó cho ra màu mà không cần phải cấy ghép gì, không cần phải cấy ghép gì. Đây là cây toàn thân nó là cây này cây trắng, cây kia hồng, nhưng mà nó có cái sản phẩm mà mọi người rất là yêu thích, và những người mà chơi hoa giấy từ đầu thì họ phải biết trước đến cây hoa giấy hai màu trắng hồng như này. Tất nhiên đối với phù đổng thì những nghệ nhân phù đổng đã được phong tặng nghệ nhân nhân dân nhiều năm, có rất nhiều các bậc cao niên trong làng thì họ đã nổi tiếng, họ đã có những sản phẩm đó là sinh vật cảnh từ trước. Chính vì vậy nét đẹp, nét độc đáo của hoa giấy phù đổng không chỉ là chơi hoa mà có thể tạo thành những cái cây cảnh bonsai, tạo thành những cái thế cây rất là có giá trị. Và có chút nữa thì trong cái khuôn khổ lễ hội sắc màu phù đổng thì có cả triển lãm của câu lạc bộ sinh vật cảnh, chúng ta sẽ lướt qua và có những cây hoa giấy mà các bạn nhìn ban đầu sẽ không nghĩ là hoa giấy. Chúng ta sẽ cùng Dũng và Duy tiến lên cái phía mà có những cây hoa giấy mà đó là cây cảnh bonsai. Cây cảnh bonsai. Anh ơi, trước khi anh mình đi vào trong đó thì em cũng sẽ xin phép hỏi một chút là những cái cây hoa giấy này là ra hoa quanh năm ạ? Cây hoa giấy qua bàn tay nghệ nhân, người ta có thể kích thích, người ta có thể kiến tạo cho nó. Về bản chất thì nó có thể ra hoa quanh năm nếu các bạn biết chăm sóc. Nhưng mà nếu không biết chăm sóc thì nó chỉ ra lá màu xanh như cây ở phôi ở phía trên sườn đê kia. Nhưng mà có những loại, tức là cái loại mà cây hoa giấy tím bắc thì tôi sẽ chỉ, thì cái cây đấy nó chỉ có một mùa duy nhất và bạn làm cách nào thì nó cũng không ra. Đấy là chúng ta phải biết về hoa giấy và chúng ta phải biết một chút kiến thức về cách chọn phôi, chọn cây, và cái cây đấy người ta có thể trồng để làm cây gốc, cây giống. Tức là cái cây đấy người ta chào, có thể các bạn nhìn thấy những cái thân cây rất là to, rất là khỏe kia và chịu được môi trường khắc nghiệt thì nó lớn lên, người ta cắt nó đi và người ta cấy cái màu ở phía trên. Và còn nếu màu sắc chuẩn của nó là một loại đặc biệt và nó chỉ nở vào mùa xuân, đó là màu tím. À.
cái người mà có công đầu tiên mà mang hoa giấy về làng mình có lưu danh là ai ngoài? Có lẽ là theo tôi thì hoa giấy Phù Đổng bây giờ nó là một cái nhãn hiệu của tập thể, và chắc chắn là cũng không nhớ là ai là người đầu tiên du nhập cái hoa giấy này. Nếu mà theo hiểu biết của tôi thì cây hoa giấy xuất xứ từ Brazil và mang về trở thành cây cảnh ở Việt Nam. Khi nào thì tôi đồ rằng là chắc khoảng độ vài chục năm trước đây. Phù Đổng khi đó bắt đầu manh nha có những cái cây hoa giấy trồng trong làng, sau đó là qua bàn tay của các nghệ nhân tạo ra những cái cây rất là thú vị. Và có thể, vì là làng nghề của Phù Đổng là cái làng mà trong đó có nghề sinh vật cảnh, bắt đầu phát triển thị trường bán, và sở dĩ được công nhận làng nghề của Phù Đổng bởi vì trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ phát triển nông dân chuyển đổi cây cảnh từ một cái cánh đồng lúa mang lại thu nhập chỉ là đủ ăn thì rất nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú, có những thu nhập lãi hàng tỷ đồng mỗi năm từ cây hoa giấy. Cho nên là tốc độ của nó phát triển rất là nhanh chóng. Cho đến bây giờ tất nhiên con số thống kê thì tôi không thể nhớ rõ, nhưng mà đối với Phù Đổng theo tôi nghĩ rằng đó là ít nhất phải 50% dân số ở Phù Đổng mà là nông dân thì họ đều trồng cây cảnh hoa giấy. Tuyệt vời. Anh ơi, em thì em cũng không phải là người am hiểu về phong thủy đấy, nhưng mà trước khi đi mua một cái giống hoa nào đó thì em cũng tìm hiểu về nó, về màu sắc, về xuất xứ cũng như là về những cái thông tin ý nghĩa bên xung quanh của nó. Thì em tìm ở trên mạng thì rất là nhiều những cái người họ nói rằng trồng hoa giấy thì nó sẽ mang cái gì đó về cái tính âm, tức là nó nặng âm khí. Đấy là theo cái ý hiểu của em, thì tiện đây em cũng hỏi anh Dũng, anh chia sẻ về cái những cái thông tin đó thì nó có chính xác hay không anh? Thực ra thì như các bạn biết, câu chuyện là tín ngưỡng hay mê tín dị đoan hay là khoa học về phong thủy nó đều có những cái giới hạn rất là mong manh. Câu chuyện mà chúng ta biết về nghệ thuật thì chúng ta thấy là một cái tác phẩm nu chẳng hạn, hay là một cái tác phẩm mà không đạt, nó gợi một cái sắc dục nào đó mà mang cái yếu tố tiêu cực thì nó rất là mong manh. Trong câu chuyện về phong thủy cũng vậy, người mà hiểu về khoa học phong thủy thì người ta không nói một câu chuyện hồ đồ. Nhưng mà đối với chúng tôi, vì cái câu chuyện đối với người nông dân Phù Đổng thì có lẽ tôi thấy đây là cây mà đem lại hạnh phúc cho rất nhiều bà con nông dân Phù Đổng, giống như là nhiều nông dân trên cả nước mà kinh doanh hoa giấy, hoặc là Thái Lan chẳng hạn, cũng là một cái đất nước mà trồng hoa giấy rất là tuyệt. Và cái cây hoa giấy nó lại có sắc màu rất là rực rỡ, dễ sống, và nó sống ở mùa hè. Và cái màu sắc mà nó rực rỡ thì tôi nghĩ là nó đã được át được cái tính âm rồi, và tôi nghĩ nó cũng chưa chắc đã tất nhiên mọi thứ đều là tương đối, và tôi không dám khẳng định, nhưng mà theo tôi nghĩ thì một là sắc màu rực rỡ, hai là nó đem lại sinh khí cho rất nhiều nông dân, không riêng gì nông dân Phù Đổng. Thì tôi cho rằng đối với tôi đó là niềm hạnh phúc, đó là tính dương, và đó là chúng tôi trồng cây xong có lãi là chúng tôi hoàn toàn thích thú. Và với suy nghĩ đơn giản của một người nông dân như vậy thì tôi cho rằng nó tuyệt vời với bà con nông dân. Và nhà tôi khắp các ban công, khắp các hàng rào đều là hoa giấy. Và tôi thấy là gia đình chúng tôi rất là hòa thuận, rất là vui vẻ, và thay đổi cuộc sống rất nhiều bởi cây hoa giấy. Và rất nhiều nông dân của chúng ta có máy móc, có cơ giới hóa, có ô tô để đi giao dịch bằng cây hoa giấy. Và phải nói rằng trong những năm trở lại đây, kể cả những năm Covid, thì hoa giấy đem lại rất nhiều tỷ phú cho Phù Đổng. Dạ vâng, thế tuyệt vời quá. Em thì em thấy là cái cuộc sống của người dân càng ngày càng lên. Em là người hay đi thì vào những cái khu công cộng này, hoặc là vào những khu vui chơi giải trí, thì những cái cây hoa giấy nó được hiện diện ở đó rất là nhiều. Những bạn trẻ thì cũng rất là hay đến đó để chụp ảnh. Em nghĩ là nó mang cái sinh khí rất là tốt, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy nó là thích, đúng không ạ?
chúng ta có thể nhìn thấy ở các khu đô thị họ trồng những cái cây hoa giấy rất lớn, đặc biệt mà những cái khu đô thị mà mang dáng dấp của châu Âu, của Singapore, thì họ coi cái việc mà kiến tạo của con người để làm thay đổi chất lượng cuộc sống, thay đổi cái không gian nơi ở, thì hoa giấy đã rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy ở đây là làng nghề sinh vật cảnh, có những cái tác phẩm cây mà rất là đẹp, có thể nói là rất là nhiều tiền. Những cái cây xanh cổ như này, nhiều năm qua các nghệ nhân Phù Đồng đã kiến tạo, thì họ đã thổi hồn vào cây hoa giấy. Nếu thông thường chúng tôi có thể định giá cái cây hoa giấy này có cái gốc to như này, nếu là cây chơi màu chẳng hạn thì nó có giá trị hàng chục triệu thôi. Nhưng mà khi mà cái cây hoa giấy người ta không chơi màu nữa, và cây này chính là cây tôi nói mà hoa giấy tím Bắc, nó chỉ có một màu ở màu tím và nó nở vào mùa xuân, thì bây giờ nó đã biến thành một cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật như thế này, và nó có giá trị nhân gấp lên nhiều lần. Có thể định giá thì tùy chủ nhân rồi, nhưng mà theo hiểu biết của chúng tôi thì để mua một cây như này và nó có gốc, có tay tán, có thế như này, đạt tức là theo các nghệ nhân là chấm điểm này, đạt về mặt mỹ thuật như thế này thì nó có giá hàng trăm triệu đồng. Và bình thường thì nó có ra hoa nữa không anh? Cây như thế này thì họ không chơi hoa nữa rồi. Họ chơi tay, chơi tán và chơi gốc rễ, và họ cho thấy là hoa giấy dưới tài năng, dưới bàn tay của nghệ nhân sinh vật cảnh, chứ không phải là cái việc mà trồng cây hoa giấy chỉ chơi hoa bình thường. Lợi thế của Phù Đồng là trước đó là làng sinh vật cảnh, sau đó là họ đã phát triển, họ đã nhân giống từ cây gốc và thổi hồn vào nó bằng cách là với những cái kiến thức, với những cái khả năng kiến tạo những cái cây, biến thành cây cảnh bonsai hay cây cảnh nghệ thuật. Và các bạn có thể nhìn tiếp đây, vẫn là một cái tác phẩm cây hoa giấy có dáng long rất là đẹp. Và những cái bệ như thế này thì các bạn nên nhớ là có thể những cái bệ rất là đẹp, rất là hoành tráng, thì đôi khi theo đánh giá của những người mà chơi cây cảnh hoa giấy, thì người ta nhìn thấy những cái chậu này là những cái năm đó, có ví dụ là những năm 60 chẳng hạn, thì họ xây bằng viên gạch thất và chát bằng vôi, có thể là băm bằng mật mía, và nó càng lâu đời thì cái chậu nó có tuổi đời hàng trăm năm, thì khẳng định rằng là ngay kể cả cái tác phẩm mà trồng trên một cái chậu nó cũng là một câu chuyện nói lên cái tác phẩm nghệ thuật đó, chứ không riêng gì cây. Bạn có thể nhìn thấy những cái chậu mà rất đơn sơ, nhưng mà những cái chậu đời mới rất là đẹp, nhưng mà mỗi một cái nó có một cái dáng dốc khác nhau, hoặc là có thể những cái chậu mà nó được phối hợp bởi làng gốm sứ Bát Tràng đấy ạ. Đấy, ví dụ như thế, thì người ta chọn cách để chơi riêng biệt và khác nhau. Và có những cái cây cảnh mà một cây hoa giấy bé xíu, bé rất là bé, và họ đã làm cái cây bonsai mà chúng ta nhìn thấy rất là ngạc nhiên. Thế tôi có thể dẫn cho các bạn nhìn thấy một cái cây mà nó rất là đẹp, bonsai, và cây nhỏ nhắn thôi, nhưng mà cây nhỏ này có thể nó đẹp và nó có giá trị hơn rất nhiều lần những cây to. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái cây đây cũng là một cây hoa giấy. Các bạn có thể nhìn thấy cây hoa giấy bày giữa vô vàn những cái tác phẩm bonsai, những cái tác phẩm nghệ thuật khác, như là cây xanh cổ, có thể là cây si cổ mà có tuổi đời hàng trăm năm, tức là có thể là chơi từ đời ông đời bố cho đến bây giờ, cái nghệ nhân bây giờ lại thiết kế phát triển lên, và nó nâng tầm cái giá trị của cái cây đó rất là nhiều. Có những cây ở đây họ chỉ trưng bày mà không hề bán, bởi vì đó là coi như là một cái báu vật của gia đình. Thế còn có những cái cây ở đây họ có thể chơi từ cây ruối, cây sữa, cây xanh và bất kỳ cây gì mà họ thấy đẹp, mà do thiên nhiên ban tặng, sau đó họ chỉnh sửa bằng kiến thức của họ và nâng tầm nó lên. Và một lần nữa thì tôi lại nhắc lại về cây hoa giấy. Cây hoa giấy nó thoạt đầu người ta nghĩ chỉ chơi hoa, và cái triển lãm cây cảnh và hoa giấy nó bắt nguồn từ đây. Nó, bởi vì về cơ bản nó có ý nghĩa từ làng nghề sinh vật cảnh, sau đó tiếp nối phát triển và phát triển thành một làng tỷ phú có thể bán từ trồng cây và bán cây hoa giấy. Vâng, thưa quý vị, Duy đến đây thì Duy cũng mới biết được rằng cây hoa giấy cũng làm được bonsai anh ạ.
chính vì những sự phát triển của làng nghề, rồi đặc biệt là giúp cho người nông dân ở làng Phù Đồng có một cái kinh tế rất là chắc, có nhiều triệu phú, tỷ phú phát triển từ hoa. Cho nên vào năm 2020, đúng không anh? Đúng rồi. Thì làng nghề hoa giấy Phù Đồng được thành phố Hà Nội công nhận là một làng nghề truyền thống chuyên sản xuất và trồng hoa giấy. Vâng, có thể chia sẻ thêm với Duy, với quý vị khán giả là nơi đây có lễ hội gióng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010, thì sau đó được công nhận làng nghề hoa giấy vào năm 2020, và năm nay 2022 thì lễ hội gióng Phù Đồng được tổ chức và vinh dự đón nhận đây là điểm du lịch của thành phố Hà Nội. Trong đó mà các bạn nhắc đến ngày hôm nay, đó là cây cảnh hoa giấy, thì đây cũng là một điểm du lịch văn hóa tâm linh. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh trong khuôn khổ mà Hà Nội phố trình bày thì đây chính là điểm du lịch nông nghiệp liên quan đến sinh vật cảnh và hoa giấy. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng cùng với bác Nguyễn Bá Ngươi, chủ tịch làng nghề cây cảnh hoa giấy làng Phù Đồng. Bác có thể chia sẻ cho con là những khách hàng họ đến đây họ mua hoa giấy thì họ là những ai và họ thích hoa giấy của làng mình ở cái điểm gì ạ? Nói về khách hàng mà ưa thích cái hoa giấy của Phù Đồng ấy thì rất là nhiều. Vì hoa giấy của Phù Đồng chúng tôi đã có cái nghề hoa cây cảnh và gần đây được công nhận cái làng nghề hoa giấy. Cái làng nghề hoa cây cảnh đã ra đời trước đây là hơn 30 năm rồi. Thế nhưng từ năm 2019 ấy, địa phương đấy chọn một cái cây hoa giấy làm chủ lực. Thế cho nên từ năm 2019 cái nghề hoa giấy của Phù Đồng phát triển rất là mạnh. Hiện nay có thể nói là Phù Đồng trở thành một thủ phủ hoa giấy của Kinh Bắc. Chưa ở đâu có nhiều và giống và cũng là đẹp như hoa giấy của Phù Đồng. Hoa giấy của Phù Đồng thì hiện nay đã đi khắp các mọi miền của Tổ quốc. Từ miền Nam cũng ra đây lấy, Đà Lạt cũng ra đây, rồi đến các miền ngược. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng cũng về đây lấy cây. Cho nên cứ đến mùa thì xe công tơ lơ của tất cả các vùng miền trên cả nước là đều về đây đóng hàng, đi về các đại lý các vùng. Thế còn hoa giấy của Phù Đồng thì nó có đa chủng loại lắm. Có những cái cây cổ thụ có thể làm trang trí các khu công sở, thế rồi công viên. Thế còn có hiện gần đây là anh em làm một số cái loại cây, tức là làm cổng chào cho các cơ quan rồi gia đình. Thế còn ngoài ra thì phục vụ cho các công trình ấy, thì cây để trồng đường viền, rồi trồng giải phân cách, rồi trang trí các bồn hoa cây cảnh trong các khuôn viên của nhà nước. Dạ vâng, có rất là nhiều công dụng đúng không ạ? Vâng. Dạ. Thế còn hoa giấy của Phù Đồng, đặc trưng hoa giấy của Phù Đồng nó có một cái điểm, tức là nó tươi, nó sáng màu hơn. Sở dĩ ở đây chúng tôi trước đây là có cái nghề bò sữa, song song bây giờ là hiện nay có cái nghề bò sữa. Mà Phù Đồng thì bà con là tận dụng cái chất thải của bò sữa để làm giá thể trồng cho cái cây hoa giấy. Cho nên hoa giấy của Phù Đồng lúc nào cũng tươi, căng cánh, sáng màu, chứ nó khác với cái hoa giấy Thái. Cái xu thế mấy năm gần đây là bà con là thích nhiều màu, mua cái hoa giấy Thái về, nhưng mà hoa giấy Thái thì nó khô, trông nó khô, nó xỉn màu lắm. Thế mà có thể là chậm nước một cái là tự nhiên nó rụng hết, khi tưới nước vào là rụng hết. Nhưng hoa giấy của Phù Đồng thì anh em vừa kết hợp đa sắc màu các loại vào thì được cái là dù nó héo nhưng mà tưới vào nó lại tươi ngay, chứ nó không rụng cánh như là hoa giấy Thái. Cho nên là hoa giấy của Phù Đồng chơi rất là bền, nó sáng màu và to cánh. Thế còn hoa giấy Thái thì nó nhỏ cánh hơn và trông nó khô, nó như hoa giả. Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Nếu quý vị và bạn có dịp tới với làng Phù Đồng hoặc là ngay thời điểm này, quý vị có thể đến với lễ hội gióng làng Phù Đồng để cùng tham gia lễ hội, cũng như là chúng ta tới đây để tìm hiểu về loài hoa giấy rất đẹp, rất là thơ mộng này. Xin cảm ơn Duy, xin cảm ơn Hà Nội phố đã chia sẻ, đã quan tâm đến một cái sự kiện của quê hương chúng tôi, cũng là một cái sắc màu văn hóa. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.